Ngữ logic bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp logos, có nghĩa là tư tưởng từ trí tuệ. Thuật ngữ đó được sử dụng để biểu thị tập hợp các quy luật bắt buộc quá trình tư duy phải tuân theo nhằm phản ánh đúng đắn hiện thực, cũng như để biểu thị các quy tắc lập luận khoa học và những hình thức trong đó lập luận tồn tại. Ngoài ra, thuật ngữ logic còn được sử dụng để biểu thị tính quy luật của thế giới khách quan như logic của các sự vật, logic của các sự kiện, logic của sự phát triển xã hội, vân vân. Trong cuốn sách này, chúng ta sẽ không xem xét những nghĩa đó của thuật ngữ logic. Logic học nghiên cứu về tư duy với tư cách là một khoa học. Các khoa học khác cũng như nghiên cứu về tư duy như tâm lý học, sư phạm học, điều khiển học, vân vân. Mỗi khoa học nghiên cứu tư duy ở một khía cạnh xác định. Logic học là khoa học nghiên cứu về các quy luật và hình thức của tư duy hướng vào việc nhận thức đúng đắn hiện thực. Nhiệm vụ cơ bản của logic học là làm sáng tỏ những điều kiện nhằm đạt tới tri thức chân thực, phân tích kết cấu của quá trình tư tưởng, vạch ra thao tác logic và phương pháp luận chuẩn xác. Nhưng để nắm vững khoa học về tư duy phải hiểu được đối tượng của nó, nắm chắc quá trình tư duy, các hình thức và quy luật của tư duy cũng như ý nghĩa của logic học.